Tại xã Do An, huyện Do Linh, tỉnh Quảng Trị, hiện còn tồn tại hơn 30 giếng cổ khác nhau. Trải qua thời gian thì các giếng nước này không chỉ đơn thuần để mà phục vụ cho nhu cầu tưới tiêu, sinh hoạt, mà còn là địa chỉ rất độc đáo được người dân trong và ngoài tỉnh thành ghé đến tham quan, du lịch. Người dân Do An nói riêng và Quảng Trị nói chung cũng xem hệ thống giếng cổ này là di sản quý báu, là hiện thân của một không gian văn hóa đầy hoài niệm, gợi nhắc con người đã từng qua những ngày tháng khốn khó bình dị và cũng chan hòa nghĩa xóm làng tình. Giếng cổ này thì có từ xưa rồi. Cái nước đây có một cái đặc biệt đó, mùa hè nhiệt độ càng cao thì các cháu mà xuống đây chỉ cần chưa tới nửa phút là ra ga nổi rồi, tại vì mùa đông nó ấm. Đó, nó uống là không có cái đau bụng gì hết. Cái giếng này á là nó có lâu rồi mà nước bên trong đẹp lắm. Mẹ với các chị đi làm về là chiều chiều là có gì là xuống đây nhận nước lên này, có người là có gì cho áo quần này. Cái giếng này là nó cũng là gắn bó với ông bà lão rồi chứ là ai mà chưa chiều mà thấy cảm thấy là buồn buồn là tới đi thể dục chỗ này ngồi chơi nữa. Cái hạnh diện, cái niềm tự hào là cái của người dân của Do An, dù là đời sống kinh tế càng ngày càng phát triển nhưng bà con cũng vẫn lưu tâm và để lại những cái di tích lịch sử của cha ông của mình này sẽ để lại.